Rồi, bài đầu tiên của chúng ta nối câu hỏi với câu trả lời. Để làm được bài này chúng ta phải dịch được nhá. How old is your mother là mẹ bao nhiêu tuổi? Và chúng ta tìm câu nào nói về tuổi, đó là she 34 years old, bà ấy 34 tuổi. What is Linda doing? Linda đang làm cái gì? What is Linda doing? Thì chúng ta phải tìm câu nào cô ấy đang nghe nhạc. She is listening to music. Đó. Câu số 3, how many dogs do you have? Bạn có bao nhiêu con chó? Vậy thì chúng ta phải tìm chỗ nào nói về số lượng, đó là câu B. I have 3, tôi có 3 con. The my light drone, Mai có thích búp bê hay không? Nhá. The my light drone, Mai có thích búp bê hay không? Yes, she does. Có. Yes, she does. Đây là câu hỏi yes, no. Trong đây, ở đây có the thì ở đây phải có the. What the weather like là hỏi thời tiết rất là dễ. Tìm câu nào nói về thời tiết, đó là câu C. It's windy, trời có gió. Câu 6, where the parrot, where your parrot, con vẹt của bạn ở đâu, nó ở trong vườn. Câu này nối với câu A, nó ở trong vườn, rất là dễ nhá. Rồi, sang bài tiếp theo. Bài này, chúng ta có, các bạn lưu ý, chúng ta có từ where là gì? Nhắc lại, where là, các bạn phải nhớ, where là ở đâu. Where là ở đâu. Rồi, who là ai. Who là ai. Rồi, what là cái gì? How many là gì? Có bao nhiêu, hỏi số lượng, bao nhiêu con. Rồi, how old là hỏi gì? Hỏi tuổi. Hỏi tuổi. Rồi, bây giờ này, bạn thích đồ chơi gì? Ở đây sẽ là what toy do you like? I like playing. Câu số 2, how many rabbit? The Nam Haver, Nam có bao nhiêu con vẹt? Con thỏ chứ. Anh ấy có 3 con. Chúng ta xài how many ở đây. How many. Rồi sang câu số 3. Con cá vàng của bạn ở đâu? Nó ở trong bể cá. Fish tank là bể cá. Fish tank là bể cá. Và chỗ này chúng ta sẽ hỏi là where. Where are your goldfish? Con cá vàng ở đâu? Rồi. Bà bao nhiêu tuổi? Hỏi tuổi thì là how old. How old is grandmother? She's 61 years old. Bà ấy 61 tuổi. Rồi câu tiếp theo, who is he? Anh ấy là ai? Who is he? He's my brother. Anh ấy là anh trai của tôi. Xong bài số 2, chúng ta sang bài số 3. Điền vào nha. Sunny này là nắng này. Truck là xe tải này. Under là bên dưới này. Father là bố này. Skating là trượt patin này. Garden là vườn này. Xong, dễ quá. Chúng ta xuống bài sắp xếp. Ví dụ câu 0 này là there are 5 chairs, có 5 cái ghế. Sang câu số 1 là the house, ngôi nhà rất đẹp. Is very nice, ngôi nhà rất đẹp. Câu số 2, where are the rabbit, những con thỏ đang ở đâu? Những con thỏ đang ở đâu? Câu số 3 rất là dễ, đọc lại cho cô nào. What gì? What gì nhỉ? What toy? Đọc đi, đọc cả câu cho cô. What toy do you like? Bạn thích đồ chơi gì? Câu số 4 dài dòng một tí nào. Tony đang xem TV. Tony is watching TV. In the living room, Tony đang xem TV trong phòng khách. Rồi câu số 5 nào. He has 4 birds, anh ấy có 4 con chim. Câu số 6 nào. Do you have any parrot? Câu này có nghĩa là bạn có con vẹt nào không. Câu số 7 nào. Chị gái bạn bao nhiêu tuổi. How old is your sister? How old is your sister? Chị gái bạn hoặc là em gái bạn bao nhiêu tuổi? Câu số 8 dễ quá, thời tiết như thế nào nào? What? What có chữ phẩy sờ là what is đó. What's the weather like? Câu số 9 nào. Where are the poster? Những tấm áp phích ở đâu? Where are the poster? Rồi there. There viết hoa viết đứng đầu câu. There is a kitchen. Có một cái bếp. There is a kitchen. Rồi chúng ta xuống bài dưới này. Bài look and read.
À, cái nào đúng thì đánh dấu tích, cái nào sai đánh dấu cross là dấu x, nghe chưa? Rồi là ví dụ câu này, đây là một ngôi nhà đúng không? This is a house, đây là một ngôi nhà, đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta đánh dấu tích. Cô ấy thích skating là trượt patin, không có hình à? Nhảy hình rồi. Rồi tới bài nào hề? Đây đây, trượt patin mà đây là nhảy giữa hát, sai. Rồi con làm bài dưới đây đi, cô đi ra xem người ta gọi gì đó. Linda đang hát. À, câu này Linda is singing là Linda đang hát. Con thấy phải hát không? Đây là đang nấu ăn. Cooking. Vậy câu này sai này. There are three plants on the shelf. Three là mấy? Là ba cái máy bay. À, ba cái máy bay mà đây đúng không? Đúng. Nam has two parrots. Nam có hai con vẹt. Hai con vẹt. Đúng không? Rồi, my brother is 19 years old. 19 là 18 tuổi. À sorry, 19 tuổi. Mà bên này là bao nhiêu? 18 thì sai. Sai chồng bó ra. Xuống bài này. Đọc và nối. How old is your father? Là bố bạn bao nhiêu tuổi? Nó cô E nè. Ông ấy 37 là 37 tuổi. Where is your mother? Mẹ bạn đâu rồi? Mẹ bạn đâu rồi? Con nghĩ là nói câu nào?
Bà ấy trong vườn. She in the garden. She in the garden. Bà ấy ở trong vườn. Bà ấy ở trong vườn. Câu số 2, what toy do you like, là bạn thích đồ chơi gì đấy. Bạn thích đồ chơi gì? Bạn thích đồ chơi gì? I like those though, thấy chưa? How many cats does she have? Cô ấy có bao nhiêu con mèo? Cô ấy có 2 con, she has 2. She has 2, cô ấy có 2 con. Được chưa? What am I doing? What am I doing? Mai đang làm gì? She listening to music. Cô ấy đang nghe nhạc, thấy chưa? She listening to music. Sang question 7. Look at the picture. Sắp xếp lại từ. Ok. Ví dụ đây là bone, ta viết lung ta lung tung, mình phải viết lại cho đúng này. Xuống đây. Đâu rồi? Nó quá, cô chạy lung tung là hình. Đây phải không? Phải đây không? Rồi con búp bê là gì con? Doll. Viết lại D O Z O L L. Doll. Doll. Câu số 2 là gì? Câu số 2 là gì? Parrot là con vẹt. Con vẹt parrot. 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 Tiếp theo bed gì? Bedroom. Bedroom. Tiếp theo là gì? Garden. Cái vườn đó con. Garden. Vườn. Vườn. Garden. Ok chưa? Garden. Xuống bài dưới con. Look at the picture in the table. Nhìn vào bức tranh trong đây, trong cái bảng đây và điền vào chỗ trống. Bây giờ chúng ta có playing là chơi. Đang chơi. Đang chơi. Đang chơi. Đang chơi. Listening là đang nghe nhạc. Đang nghe nhạc. Cooking là đang nấu ăn. Đang nấu ăn. Singing là đang hát hò. Đang hát. Và watching TV là đang xem TV. Ta điền vô này. Tên tôi là Quân. Hôm nay gia đình của tôi ở nhà. Chúng tôi đang ở trong living room là phòng khách. Đây là father là bố này. Bố này. Ai là tôi này. Rồi brother là anh trai này. Sister là chị em gái này. Chị gái. Mother là mẹ này. Ghê, mẹ đi đâu đây? Mẹ đang làm gì, nấu ăn à? Rồi gia đình, hôm nay gia đình tôi ở nhà. Chúng tôi đang trong phòng khách. Bố tôi thì đang xem tivi này. Đây ông này đang xem tivi. Mẹ tôi thì đang. Mẹ đang làm gì á? Cooking. Rồi chị gái tôi đang playing the piano. Chơi piano phải là playing rồi. Anh trai thì nghe nhạc, listening. Bởi vì có từ music cho nên chắc chắn phải là listening rồi. Rồi, tôi thì đang. Còn một từ duy nhất chưa xài. Singing, nhìn cái hình thấy nó đang hát đấy chưa? Singing. Tôi thì đang hát hò. Ok chưa? Rồi nha.